Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với khóa học lập trình Frontend tại Suntech Việt Nam. Và chúng ta sẽ quay trở lại với project quản lý sinh viên. Ở video trước, chúng ta đã làm xong phần thêm sinh viên và hiển thị nó ra bên ngoài danh sách. Tuy nhiên thì chúng ta đang gặp một vấn đề, đó là khi chúng ta thêm thì chúng ta mỗi lần chúng ta thêm từ sinh viên thứ hai trở đi thì chúng ta bị ghi đẻ thông tin sinh viên thứ nhất, đó, có nghĩa là bị mất cái thông tin sinh viên thứ nhất và chúng ta đang chỉ thêm được một. Và cái vấn đề thứ hai nữa, vấn đề phổ biến ở trong JS, đó chính là khi chúng ta load trang thì thông tin sinh viên, thông tin danh sách sinh viên sẽ bị mất đi. Đó, nó như thế này. Tôi sẽ demo lại cho các bạn. Đây, bây giờ tôi thêm Phạm Kỳ Khôi và tôi thêm số điện thoại như thế này. Đó, tôi chọn giới tính. Ok, thì chúng ta có danh sách sinh viên như thế này, nhưng chúng ta load đi thì nó bị mất. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, đó chính là vấn đề tôi thêm một sinh viên như thế này, sau đó tôi thêm là Nguyễn Văn A. Phần A như thế này, tôi lưu lại thì nó sẽ không thêm sinh viên thứ hai mà nó ghi đẻ cái thông tin sinh viên thứ nhất. Đó là chính là vấn đề. Vậy thì làm sao để chúng ta giải quyết được vấn đề này? Thì hôm trước tôi có đề cập đến, đó là chúng ta sẽ sử dụng local storage. Thì bản chất local storage là gì? Local storage nó chính là cái bộ nhớ đệm ở trên trình duyệt của chúng ta, và nó được lưu trữ ở trong trình duyệt trong phía client, phía người dùng. Và các bạn sẽ thấy là nó sẽ lưu được, nó sẽ được lưu ở đây, và thông tin local storage nó sẽ lưu ở đây. Và khi các bạn lưu xong thì các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy thông tin đó ở trong phần local storage. Đó, thì cái nhược điểm của local storage nó là cái dung lượng lưu trữ của nó không lớn. Tuy nhiên cái ưu điểm của nó thì là nó lưu trữ ở máy người dùng nên là nó đọc ra rất là nhanh. Nhược điểm nữa đó là, ngoài ra nó còn một nhược điểm nữa, đó là nó không bảo mật. Thông tin lưu trữ ở đây thì sẽ không bảo mật. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái công việc này. Thì trước khi xử lý việc lưu trữ vào local storage thì tôi muốn giới thiệu cho các bạn local storage nó hoạt động như thế nào. Thì trong JavaScript nó có hai cái dạng, nó có biến local storage và nó hoạt động như thế này. Nó bắt đầu bằng local storage và nó giống như các bạn sử dụng cache dữ liệu ấy, nó sẽ set dữ liệu và nó get dữ liệu ra. Thì trong local storage nó sử dụng là set item như thế này. Đó, ví dụ tôi set là student, thì cái student này chính là cái key để chúng ta lưu vào, còn cái key để chúng ta đánh dấu giá trị chúng ta lưu, còn cái này là giá trị chúng ta sẽ lưu vào, ví dụ như là Nguyễn Văn A. Bây giờ tôi chạy thử cái này lên, tôi chạy thử trang này lên. Đó, thì chúng ta load vào file JS và lúc này trong local storage chúng ta chắc chắn sẽ có thông tin của Nguyễn Văn A đã được lưu. Chúng ta cùng kiểm tra nhé. Đây, xem nào. Đây, Nguyễn Văn A đã được lưu với cái key name các bạn nhìn thấy là student. Đó, và làm sao để chúng ta có thể lấy được giá trị đã lưu trong local storage? Thì chúng ta lấy đơn giản như thế này. Chúng ta sử dụng hàm get. Có set thì sẽ có get. Đó, thì chúng ta sẽ là local storage.get item. Chúng ta truyền cái tên item chính là cái student mà chúng ta đã set như thế này. Đó, thì làm sao để chúng ta có thể xem được? Chúng ta có thể console log ra chấm log và tôi sẽ đủ cái dữ liệu này ra như sau. Đó, thì tôi lấy được Nguyễn Văn A. Đó, các bạn thấy đơn giản không? Thì đây là cơ chế hoạt động của local storage. Có lẽ là tôi chỉ giới thiệu cái cách sử dụng đơn giản như thế này thôi. Chúng ta chỉ cần set và get. Ok, vậy thì một câu hỏi đặt ra là nếu tôi xóa cái dữ liệu này đi, tôi xóa cái local storage này đi, đây, tôi xóa nó đi bằng cách là tôi clear đi, lúc này không còn nữa,
Thì khi chúng ta ghét, nó sẽ trả về cái gì? Thì các bạn ghét chắc chắn là sẽ không bị lỗi, nhưng khi các bạn ghét nó sẽ trả về năn, vì không có nữa mà, nên giá trị sẽ là null. Ok, bây giờ chúng ta sẽ dựa vào cái cơ chế này để chúng ta đi làm công việc của mình. Một điều, à còn một điều lưu ý nữa, đó là local storage. Khi lưu, khi get item, nó chỉ, à khi set item, nó chỉ set kiểu string. Đó, các bạn lưu ý cho mình, nó luôn luôn chỉ set được kiểu string thôi. Đó, bây giờ quay trở lại bài toán của chúng ta. Đó là chúng ta cần hiển thị danh sách sinh viên lên như thế này. Như thế này. Vậy thì tôi sẽ viết một cái function để hiển thị danh sách. Tôi sẽ đặt tên là gender list student. Đó. Làm sao để chúng ta có thể gọi được hàng này? Thì chúng ta gọi nó như sau. Chúng ta gọi thông qua sự kiện onload của body. Onload page. Cứ mỗi lần load trang là tôi sẽ gọi đến hàng này như thế này. Đây, chúng ta thử nó đây này. Đó. Ok. Chạy lên. Đó, rõ ràng là mình đã chạy vào đây rồi. Ok. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ra một cái biến. Tôi tạo ra một cái biến là student. Tôi khai báo nó bằng, tôi sẽ lấy dữ liệu từ local storage là guest. Tôi mặc định tôi lấy là student như thế này. Đó, nếu không có cái này thì nó sẽ là null, không vấn đề gì cả. Đó. Còn trái lại thì tôi sẽ kiểm tra, nếu mà thằng này là null, thằng này mà null thì tôi sẽ trả về một cái array rỗng như thế này. Còn trái lại thì tôi sẽ lấy được dữ liệu của nó và tôi sẽ chuyển ra string như thế này. Bởi vì cái của chúng ta lưu vào sẽ là kiểu string. Nên, à sorry, tôi sẽ chuyển vào là JSON như thế này. Đó. JSON pass như thế này. Vì sau này chúng ta lưu trữ vào, chúng ta sẽ lưu trữ là kiểu string. Đến lúc get string ra chúng ta phải bảo nó sang kiểu JSON. Để đảm bảo cái này luôn luôn là mạng. Để đảm bảo cái biến student này luôn luôn là mạng. Thì tôi xử lý nó như thế này. Đó. Các bạn để ý một chút. Đây. Ok. Thì tôi giải thích qua một cái, qua một chút về câu lệnh này. Tôi lấy ra cái storage là student. Nếu mà nó rỗng, thì tôi gán nó bằng array. Còn trái lại thì tôi sẽ lấy ra và tôi parser nó sang kiểu JSON, nó về kiểu array. Đó, cách viết như thế này. Trái lại thì nếu nó null thì tôi gán nó vào một mảng như này. Vậy tôi kiểm tra nó như sau. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra nó như sau. Nếu mà student.len thôi, không cần, chúng ta sẽ không cần. Đó. Bây giờ tôi sẽ chuyển cái phần code của buổi trước xuống cái phần let table này, tôi sẽ chuyển nó xuống đây. Đây. Đó. Và tôi sẽ kiểm tra một việc đó. Đúng rồi, chúng ta sẽ kiểm tra là nếu mà có sinh viên thì chúng ta mới hiển thị danh sách, thì chúng ta chỉ cần chấm đen lớn hơn không thì chúng ta mới đi hiển thị danh sách. Hay nói cách khác là nếu mà thằng này bằng không thì chúng ta lên tương phô như thế này, code sẽ đẹp hơn. Đó. Trái lại chúng ta sẽ đi hiển thị danh sách. Ok. Và tôi sẽ move cái phần này xuống. Tiếp sau đó thì tôi sẽ lấy toàn bộ cái phần của buổi trước xuống như thế này. Đây. Đó. Có nghĩa là tôi sẽ đi duyệt cái mảng sinh viên như thế này. Tôi sẽ đi duyệt mảng sinh viên và tôi đủ dữ liệu ra. Đó. Thầy vùng content. Và cuối cùng tôi gọi đến cái grid sinh viên này để tôi hiển thị nó lên. Đây, grid sinh viên đây các bạn. Cái div này. Đây. Ok, tôi chạy nó lên. Đây. Thì chúng ta cùng xem là nó đã chạy lên chưa. Chúng ta có số lớp. Còn sao? Student.
chúng ta kiểm tra đó, nó bằng 0 thì nó sẽ không hiển thị, đúng rồi. Ok, thì tôi muốn là đây nó sẽ không hiển thị luôn, thì tôi sẽ kiểm tra như thế này. Nếu mà cái này bằng 0 thì thậm chí chúng ta sẽ ẩn cả cái này đi đó, chúng ta sẽ ẩn đi như thế này. Quay trở lại đây, chúng ta sẽ có một cái là ID list student đó. Nếu mà cái này bằng 0 tôi sẽ ẩn đi, tôi sẽ đặt human.getElement.id, tôi chuyển ID này vào và tôi chấm style chấm display, tôi gọi nó bằng là ok đó, tôi gọi nó bằng năm như thế này. Tôi return full trái lại thì tôi sẽ sâu nó lên. Ok, ban đầu vào không có. Ok, bây giờ vậy thì chúng ta sẽ xử lý khi người dùng click thêm. Ở đây chúng ta sẽ phải xử lý một chút, đó là chúng ta sẽ khi mà kiểm tra nếu mà có sinh viên rồi thì việc đầu tiên chúng ta sẽ phải lấy cái sinh viên này từ bên trong cái local storage ra như thế này. Đây. Đó, nếu mà có thì chúng ta sẽ put nó vào. Đấy, thay đổi một chút thôi. Đó. Sau đó chúng ta sẽ set lại cái local storage này. Chấm set của chúng ta với cái key name bằng với giống với cái key name mà chúng ta ghép. Nhưng dữ liệu đây lúc này chúng ta sẽ convert cái mảng student này về string thì chúng ta sẽ là json chấm certify như thế này. Chúng ta chuyển student vào đó. Còn student là mảng chúng ta put cái phần thông tin sinh viên vào trong mảng này, như này thì không có gì thay đổi cả, vẫn giống như trước. Sau đó mỗi lần chúng ta put vào rồi chúng ta lại gọi đến hàm này để hiển thị danh sách lên. Chúng ta gọi list student như thế này đó, khi thêm đó. Đó, đây là hàm thêm của chúng ta này, save này. Ok, bây giờ quay trở lại đây, chúng ta sẽ thử này, phạm kỳ khôi này, email, số điện thoại này, phần giấy, phần nút, tôi chọn giới tính nam. Đó, tại sao chưa được? Chúng ta kiểm tra xem. Khi chúng ta set item, thì xuống đến đây, thằng này nó sẽ đọc lại. Chúng ta sẽ xem vì sao chưa được, còn chúng lock ở đây xem. Này phải lớn hơn 0 rồi với chính xác. Đây, chúng ta thử này, cầm giấy và nút nhấn save. Đó, có 3 sinh viên rồi này, tại sao vẫn chưa hiển thị lên nhỉ? Đây, rõ ràng có 3 sinh viên rồi. À, sorry các bạn, chỗ này của chúng ta phải là block. Đó, khi có sinh viên chúng ta phải hiển thị lên chứ. Đó, phạm kỳ khôi này. Đây, các bạn nhìn thấy đây. Tôi thay đổi cái độ rộng của thay bồi này lên. Nhìn cho nó đỡ bị vỡ. Đó, chúng ta có là bây giờ tôi, ví dụ tôi này là Nguyễn Văn A. Số điện thoại, đó, giới tính nữ, đó, và cái này địa chỉ là Hải Phòng, Lưu Lạc, đó, các bạn thấy, và khi chúng ta F5 lên, chúng ta cũng sẽ không bị mất, đó là điều quan trọng nhất, chúng ta F5 lên và chúng ta không hề bị mất dữ liệu. Ok, tiếp theo tôi sẽ, đó, thì, ok, thì phần này, tôi sẽ điều chỉnh lại một chút cái giao diện này cho nó
nhìn cho nó dễ nhìn hơn, dễ coi hơn, thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở đây độ rộng của cái này. Để bằng này xem. Rất nhỏ. 30 đi. Đó, dễ nhìn hơn một chút rồi. Hơi lớn, tôi sẽ chỉnh lại. Ok, nó sẽ như thế này. Đó, thì bây giờ các bạn thêm thoải mái. Ví dụ như là Nguyễn Hoàng Hà, hoanghaa@gmail.com, số điện thoại là gì đó, giới tính nam. Đó, ví dụ tôi để là Vĩnh Phúc. Đây, lưu lại. Đó, thì các bạn thấy này, đây chúng ta có danh sách sinh viên và nó không hề bị mất nữa, vì lúc này chúng ta đã lưu ở trong local storage. Và các bạn vào phần application này, các bạn cũng nhìn thấy ở trong local storage chúng ta đang có dữ liệu này. Đó, ok, thì đây là cái phần xử lý lưu thông tin sinh viên, lưu thông tin danh sách sinh viên vào trong local storage để chúng ta keep được cái giao diện nó như thế này. Đó, các bạn hãy thực hành lại cái phần này ở trên máy của mình. Và đừng quên nhấn subscribe kênh Suntech Việt Nam ở trên YouTube để đón xem những video mới nhất. Sang video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn xử lý phần xóa sinh viên từ danh sách này. Đó, thì các bạn hãy làm lại nó trên máy của mình. Chúc các bạn học tốt.